Sáng nay, mùng 5 tháng 9, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy và trò trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Ea Nhôn, huyện Buôn Đôn. Năm học này, trường tiểu học Trần Quốc Toản chào đón 99 học sinh lớp 1 đến trường, mở đầu chương trình khai giảng là nghi thức chào đón các em học sinh mới. Trong không khí vui tươi, ngày đầu năm học mới, cùng sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, thầy và trò nhà trường đều không giấu được sự phấn khởi và tràn đầy hy vọng vào năm học mới. Háo hức và bồi hồi khi sau một thời gian dài nghỉ hè, em lại được gặp thêm những khuôn mặt chiều mến của các thầy cô giáo và những khuôn mặt thân thương của các bạn em. Năm học 2024-2025, trường tiểu học Trần Quốc Toản có 506 học sinh với 19 lớp học, trong đó có 99% học sinh là người dân tộc thiểu số. Năm học 2023-2024, trường có 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp. Bước vào năm học mới, trường được đầu tư tu sửa các phòng học xuống cấp, sân trường cơ bản được bê tông hóa. Vào đầu năm học rất là khó khăn, do học sinh tại địa bàn trên thôn Buôn cũng là thôn khó khăn, cho nên các em cũng gặp nhiều khó khăn như về điều kiện của các em. Tuy nhiên, nhà trường cũng đã khắc phục, đặc biệt là về cơ sở vật chất, thì nhà trường cũng đã khắc phục để các em đảm bảo cơ sở vật chất đủ điều kiện cho các em đến lớp và có trang bị đầy đủ các cái thiết bị dạy học cũng như các cái sách vở cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, tiếng trống trường đã điểm, năm học mới đã bắt đầu. Cùng với tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, năm học 2024-2025, cán bộ, giáo viên và học sinh trường tiểu học Trần Quốc Toản nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn để gặt hái được nhiều thành công.